Nam em lên tiếng, hậu bị phạt 37,5 triệu đồng, tuyên bố từ giờ mặc kệ chuyện thiên hạ. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, nam em chính thức lên tiếng về ồn ào bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 37,5 triệu đồng vì những phát ngôn đụng chạm gây định hướng dư luận trong thời gian qua. Tối ngày 2 tháng 3, người dùng mạng xã hội đã phải đồng loạt xôn xao trước thông tin hoa khôi ca sĩ nam em chính thức bị phạt tiền từ Sở Thông tin và Truyền thông sau hàng loạt những ồn ào phát ngôn đụng chạm của cô trên livestream. Số tiền phạt mà nam em phải đóng là 37,5 triệu đồng. Đây cũng được xem là lời cảnh báo, bài học lớn cho nam em vì những hành động, lời nói của bản thân. Theo đó, trong suốt thời gian qua, nam em và bạn trai Bùi Hữu Cường đã liên tục có những buổi livestream trên không gian mạng. Mỗi phiên livestream của cả hai đều khiến dân tình hoang mang khi liên tiếp truyền tải những thông tin sốc chưa ai biết trong showbiz về những nhân vật không liên quan đến cuộc sống của cả hai. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng ít nhiều với sức ảnh hưởng của nam em thì những phát ngôn này đã khiến người xem ít nhiều phải bận tâm suy nghĩ. Chưa hết, nam em còn nhiều lần thể hiện cảm xúc thái quá, tiêu cực, khóc lóc trên những buổi livestream. Khán giả khi theo dõi phải tỏ ra khó hiểu. Chưa hết, nam em còn có những câu chuyện kể khổ về tình yêu, cuộc sống cá nhân. Một số người còn nhận định thời gian này nam em chưa thật sự ổn về tâm lý nên mới có những cảm xúc và hành động như trên. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Hoa Khôi ca sĩ nam em lên làm việc về những hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên phải nhập viện cấp cứu. Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới và là quản lý của Hoa Khôi ca sĩ nam em, trình bày lý do nam em không thể đến làm việc theo giấy mời. Người này cũng cam kết khi sức khỏe phục hồi, nam em sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Tóm lại, nam em suốt thời gian qua đã khiến không gian mạng tràn ngập những thông tin về cô. Ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm sau khi nhận mức phạt 37,5 triệu đồng từ Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tối cùng ngày, nam em lại tiếp tục livestream và có những phát ngôn đầu tiên. Tuy nhiên, lần này thì nam em lại khóa toàn bộ bình luận của khán giả. Theo đó, người đẹp gốc Tiền Giang cho biết, bây giờ chỉ cần ăn ngon, sống vui, sống khỏe. Chuyện thiên hạ kệ đi, không quan tâm nữa, quá mệt. Có thể thấy, sau những phát ngôn đụng chạm và bị cơ quan nhà nước xử phạt, thì nam em giờ đây đã nhận ra lỗi sai của mình. Chỉ lo tập trung vào cuộc sống cá nhân thay vì phải quan tâm, soi mói và lên tiếng về những chuyện không liên quan đến mình. Trước đó, cô đăng tải lại thông báo của cơ quan chức năng về việc yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh và xóa video lên án chuyện phân biệt vùng miền trên không gian mạng. Tôi phải chịu trách nhiệm với pháp luật về những sai lầm của tôi. Những người công kích tôi cũng không thoát được tội với pháp luật đâu, nam em chia sẻ. Tuy nhiên, bài xin lỗi ngay sau đó cũng không còn trên trang cá nhân. Hiện tại, người hâm mộ cũng mong nam em nên dành thời gian để ổn định lại tinh thần, nhìn nhận lại những lỗi lầm của mình để thay đổi tốt hơn trong tương lai. Bên cạnh đó là ngưng phát ngôn thêm về các vấn đề nhạy cảm, tránh bị soi mói và ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.